các bạn đã biết. Ngày 17 tháng 7 thì các bạn đã biết được cái mức điểm mà mình đạt được trong cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa rồi. Thực ra thì anh biết là có những bạn sẽ rất là vui, sẽ rất hài lòng với kết quả đó, nhưng mà cũng có những bạn sẽ không được vui lắm. Nhưng mà dù vui hay là buồn thì chúng ta cũng phải tạm gác lại hết tất cả mọi thứ để chúng ta hướng đến một cái cột mốc cực kỳ quan trọng. Đó là cái cột mốc bắt đầu từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 thì các bạn sẽ bắt đầu đăng ký nguyện vọng trên cổng xét tuyển của Bộ Giáo dục Đào tạo. Vậy thì trong giai đoạn hiện nay, các bạn sẽ có rất nhiều những cái vấn đề cần phải lưu ý. Những cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý là gì thì hôm nay chúng ta sẽ nói ở trong cái số của chương trình ngày hôm nay. Trong cái giai đoạn mà các bạn đăng ký nguyện vọng á, từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7, có một số những cái điểm mà anh sẽ lược lại dựa trên những cái sai sót mà các bạn thí sinh thường gặp phải trong những năm vừa qua. Ví dụ như đầu tiên là có những bạn điểm rất cao nhưng mà kết quả cuối cùng á, thì các bạn lại không trúng tuyển một nguyện vọng nào hết, các bạn lại trượt đại học. Ví dụ như năm 2021 có những bạn thí sinh đạt 29,5 điểm nhưng kết quả cuối cùng vẫn là rớt đại học. Bởi vì sao? Bởi vì những bạn này đăng ký quá ít nguyện vọng, đăng ký chỉ một hoặc là hai nguyện vọng thôi. Nhưng mà xui trong năm đó thì cái điểm chuẩn của cái ngành mà các bạn đăng ký xét tuyển nó lại gần 30 điểm luôn, nó quá cao và dẫn đến việc là các bạn trượt đại học. Cái vấn đề thứ hai các bạn cần phải lưu ý là có những bạn thí sinh điểm cao hơn điểm chuẩn luôn nhưng cuối cùng vẫn không trúng tuyển bởi vì hai lý do. Lý do thứ nhất là có thể những bạn đó là sắp xếp sai thứ tự nguyện vọng. Đáng lý cái ngành mà các bạn mong muốn xét tuyển nó phải được đặt lên trên, nhưng mà vì lý do gì đó các bạn nhầm lẫn và các bạn đặt ở phía dưới, thì kết quả là các bạn không trúng tuyển một cái ngành học mình mong muốn tại cái trường mình yêu thích. Hoặc là có cái nhóm thứ hai là các bạn thấy cái điểm chuẩn của năm ngoái cao quá, các bạn ngại, các bạn không đặt vào trong hệ thống xét tuyển luôn. Thì cũng trong những cái giai đoạn những năm trước thì có những cái ngành năm trước thì lấy 27 điểm nhưng mà qua năm sau chỉ lấy có 17 điểm thôi, nên thành ra là có những bạn dù điểm vượt điểm chuẩn luôn nhưng mà kết quả vẫn không trúng tuyển. Hoặc có những bạn thí sinh dù đã trúng tuyển sớm trước đó, ví dụ như các bạn trúng tuyển bằng học bạ, trúng tuyển bằng điểm kỳ thi đánh giá năng lực, trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển riêng, nhưng mà ở một cái bước quan trọng là cái bước đăng ký nguyện vọng thì các bạn quên mất cái chuyện đăng ký nguyện vọng và dẫn đến cuối cùng là các bạn không trúng tuyển chính thức. Các bạn nên nhớ một điều là như thế này: các bạn khi mà xét tuyển sớm, các bạn trúng tuyển xét tuyển sớm, các bạn chỉ là trúng tuyển có điều kiện thôi chứ chưa phải là trúng tuyển chính thức. Thì mình còn một cái bước nữa là cái bước đăng ký nguyện vọng trên hệ thống. Thì có những bạn thí sinh đã trúng tuyển sớm quên mất cái bước này, cứ đinh ninh là mình đã trúng tuyển học bạ rồi thì coi như là xong rồi. Hoặc là có những bạn thí sinh gặp cái vấn đề là các bạn không hiểu rõ về bản chất của phương thức xét tuyển mà dẫn đến cái việc là các bạn lãng phí. Lãng phí ở đây là gì? Cụ thể ở đây là lãng phí cái lệ phí xét tuyển. Ví dụ như các bạn đã trúng tuyển bằng học bạ rồi, nếu mà các bạn đặt cái nguyện vọng đó lên trên nguyện vọng 1 thì điều đó nó có nghĩa là các bạn chắc chắn trúng tuyển luôn. Thì các bạn không hiểu được cái bản chất của nó mà các bạn ở phía dưới cái nguyện vọng học bạ đó các bạn còn đăng ký thêm những cái nguyện vọng ví dụ như xét bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào rất nhiều trường, rất nhiều ngành, và kết quả cuối cùng là các bạn lãng phí cái tiền lệ phí xét tuyển một cách vô ích. Hoặc là có những bạn thí sinh gặp phải cái trường hợp là khi mà các bạn đăng ký trên hệ thống xong rồi, các bạn quên mất một cái bước tiếp theo là các bạn phải đóng lệ phí xét tuyển. Tại vì nếu mà các bạn không đóng lệ phí xét tuyển thì cái quá trình đăng ký của các bạn nó không hợp lệ. Có rất nhiều những cái yếu tố rủi ro mà có thể dẫn đến cái việc là trong cái quá trình đăng ký nguyện vọng sắp tới các bạn gặp những vấn đề trục trặc mà nó ảnh hưởng đến cái kết quả xét tuyển chung, dựa trên những cái sai lầm mà các anh chị ở những cái giai đoạn trước, những cái năm trước thường hay mắc phải. Thì anh tóm lược cho các bạn một số những cái nội dung các bạn cần phải chú ý như sau. Thứ nhất, các bạn cần phải chú ý từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7, các bạn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển. Từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8, các bạn phải đóng lệ phí xét tuyển. Đặc biệt là đối với những bạn sử dụng điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển, các bạn phải đóng lệ phí xét tuyển. Và nếu sau đó những trường đại học họ công bố cái kết quả mà nếu các bạn gọi là các bạn trúng tuyển thì các bạn phải nhớ ngày 27 tháng 8 các bạn phải xác nhận nhập học ở trên hệ thống, có nghĩa là bạn xác nhận với trường rằng là bạn sẽ nhập học tại trường của người ta để người ta biết, người ta chốt cái danh sách công bố cái kết quả trúng tuyển chính thức. Nên là đó là những cột mốc cực kỳ quan trọng mà các bạn phải chú ý giùm anh trong quá trình đăng ký nguyện vọng sắp tới. Các bạn đừng đăng ký quá ít nguyện vọng. Tất nhiên là không quá nhiều để nó lãng phí, nhưng mà đừng quá ít. Theo anh nghĩ ở mức từ 5 đến 10 nguyện vọng là hợp lý. Thứ hai, các bạn phải biết kỹ thuật sắp xếp cái nguyện vọng. Các bạn phải ưu tiên xếp cái nguyện vọng mà mình mong muốn học nhất tại cái trường mình yêu thích nhất lên trên cùng. Thứ tự ưu tiên sẽ giảm dần. Có những bạn sẽ ngần ngại rằng là cái điểm chuẩn năm ngoái nó hơi cao quá, năm nay điểm mình có vẻ là thấp hơn 1-2 điểm hay thấp hơn vài điểm gì đó. Không biết như vậy thì mình đăng ký có khi cũng không trúng tuyển. Nhưng mà theo anh thì các bạn cứ đăng ký vào trong hệ thống, nó chẳng mất gì cả. Và về mặt kỹ thuật
cái nguyện vọng cuối cùng phải là cái nguyện vọng mà các bạn chắc chắn trúng tuyển. Tiếp theo đó, trong cái quá trình đăng ký trên một cái hệ thống mà các bạn chưa từng thao tác, thì theo anh nghĩ các bạn phải chuẩn bị thật kỹ trước đó. Tốt nhất các bạn lấy ra một tờ giấy giùm anh, mình ghi ra những cái thông tin cần thiết bao gồm mã trường, tên ngành, mã ngành và mã phương thức xét tuyển. Để làm chi? Và các bạn sắp xếp hết thứ tự luôn. Khi mà các bạn đăng ký vào hệ thống như thế nào thì các bạn sắp xếp sẵn ra trên giấy đi, thứ tự ra sao. Thì khi các bạn vào đăng nhập vào trong hệ thống xét tuyển thì các bạn cứ đăng ký thực hiện thao tác liên tục trên hệ thống. Và sau đó các bạn lưu xác nhận OTP theo cái hướng dẫn của hệ thống. Sau đó các bạn đăng xuất ra, rồi các bạn đăng nhập lại một lần nữa xem thử những cái nguyện vọng của mình nó đã được ghi nhận hay chưa. Thực ra hệ thống nó sẽ có những cái giai đoạn nó không ổn định, nên nếu như mà có những bạn gặp cái vấn đề là các bạn vừa đăng ký, vừa sắp xếp, vừa suy nghĩ thì làm một hồi có khi là nó bị out ra khỏi hệ thống và các bạn bị ảnh hưởng tâm lý, và đôi khi những cái sự xáo trộn đó nó sẽ khiến cho các bạn có những sai sót trong quá trình đăng ký. Vậy nên là trước hết cứ soạn ra tờ giấy giùm anh, rồi sau khi mình đăng nhập vào hệ thống mình thao tác liên tục thì như vậy nó sẽ đảm bảo hơn. Tiếp theo đó, các bạn phải nhớ giùm anh, đặc biệt là đối với những bạn đã trúng tuyển sớm, có nghĩa là ở đây các bạn chỉ là trúng tuyển có điều kiện thôi, các bạn còn 3 bước nữa phải làm. Đó là thứ nhất là các bạn tốt nghiệp trung học phổ thông, tất nhiên rồi ha. Thứ hai là các bạn phải đăng ký cái nguyện vọng trúng tuyển sớm đó trên hệ thống. Thì lúc này hệ thống mới bắt đầu ghi nhận. Và một cái bước cuối cùng là các bạn phải xác nhận nhập học vô cái trường đó. Thì ở đây nó mới xem như là hoàn tất quá trình đăng ký xét tuyển. Thế nên là các bạn vẫn phải nhớ, dù các bạn đã trúng tuyển có điều kiện trước đó nhưng vẫn phải thực hiện những cái thao tác giống như anh nhắc. Nhiều bạn năm ngoái chủ quan và quên mất vấn đề này, nên thành ra dẫn đến việc là các bạn đã trúng tuyển có điều kiện rồi nhưng mà cuối cùng là các bạn lại mất cơ hội. Và có một cái anh muốn lưu ý với các bạn thế này. Có rất nhiều bạn được tạm gọi là thí sinh tự do, có nghĩa là các bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông rồi và năm nay các bạn xét tuyển lại. Các bạn mới năm vừa rồi hay là trong những cái giai đoạn mà có đăng ký nguyện vọng lên hệ thống thì anh không nói, nhưng có những bạn trước đó, những bạn đã tốt nghiệp nhiều năm về trước đó, các bạn không biết cái kỹ thuật xét tuyển trong giai đoạn hiện nay như thế nào, thì các bạn vui lòng tìm hiểu kỹ giùm anh về kỹ thuật xét tuyển, về cái cách đăng ký nguyện vọng trên hệ thống. Và các bạn vui lòng đến các địa điểm mà Sở Giáo dục Đào tạo ở cái nơi mà các bạn tạm trú hoặc là thường trú, người ta chỉ định để nhận hồ sơ cấp cái tài khoản cho thí sinh tự do, thì các bạn đến đó để đăng ký cái tài khoản để xét tuyển cái hệ thống. Chứ nếu mà các bạn đinh ninh, các bạn chủ quan giống như cái giai đoạn của các bạn, thì đến cái giai đoạn này các bạn sẽ không đảm bảo theo cái quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thì những bạn thí sinh tự do đã tốt nghiệp trung học phổ thông nhiều năm về trước, lưu ý vấn đề này giùm anh. Thì đó là một vài những cái thông tin liên quan đến kỹ thuật, những vấn đề mà các bạn cần lưu ý trong cái việc đăng ký nguyện vọng trong giai đoạn sắp tới. Phương Tích rất là hiểu cái việc là các bạn chưa bao giờ làm cái chuyện này hết, các bạn cũng không hình dung được cái hệ thống đăng ký nguyện vọng nó là như thế nào. Nên thành ra là trong cái giai đoạn đăng ký nguyện vọng sắp tới, Phương Tích sẽ có những cái clip hoặc là những bài viết hướng dẫn chi tiết cụ thể cho các bạn trong quá trình đăng ký. Nhưng mà các bạn nhớ giùm anh những cái điểm mấu chốt như thế này. Thứ nhất, các bạn phải xác định được cái mã trường mà các bạn muốn đăng ký xét tuyển. Mỗi trường đại học nó sẽ có một cái mã trường khác nhau. Thứ hai, các bạn phải nhớ được xác định được cái mã ngành mà mình xét tuyển. Số thứ tự nguyện vọng, có nghĩa là các bạn phải sắp xếp cái nguyện vọng đó trên hệ thống là theo thứ tự ưu tiên giảm dần từ nguyện vọng 1 tới nguyện vọng thứ N. Vậy thì các bạn phải hình dung ra được rằng cái ngành đó mình sẽ đặt ở vị trí thứ mấy, thì cái việc đặt vị trí nào nó sẽ dựa theo cái sự ưu tiên của các bạn, cái mong muốn của các bạn. Và lưu ý rằng cái nguyện vọng 1 là cái nguyện vọng mà các bạn khát khao nhất, mong muốn được học nhất, cái ngành yêu thích nhất, tại cái trường mong muốn nhất. Thì các bạn nhớ những cái điểm mấu chốt đó giùm anh. Sau khi thực hiện những cái bước thao tác trên hệ thống, nó sẽ có một cái bước là xác nhận mã thông qua cái mã OTP á, cái số điện thoại các bạn đã đăng ký trước đó, nó sẽ gửi cái mã xác nhận về cho cái số điện thoại của các bạn. Thì cũng trong giai đoạn này các bạn lưu ý không đổi số điện thoại giùm anh. Và cái số điện thoại các bạn dùng á, là phải là cái số điện thoại có thể nhận được tin nhắn SMS. Trong những năm trước có những anh chị sử dụng những cái SIM của những cái mạng ảo thì cuối cùng nó lại không nhận được SMS, dẫn đến cái chuyện là các bạn không xác nhận được sau cái quá trình đăng ký, các bạn không hoàn tất được quá trình đăng ký. Nên những cái bước này các bạn cũng cần phải lưu ý giùm anh nha. Thì anh hy vọng là các bạn trong giai đoạn này mình sẽ gạt lại hết những yếu tố cảm xúc, có thể là điểm mình cao quá, mình quá hưng phấn, hoặc là điểm mình thấp quá, mình buồn quá, thì các bạn gạt lại hết những yếu tố cảm xúc đó để chúng ta bước vào cái giai đoạn cực kỳ quan trọng này. Các bạn nên tin vào chính bản thân mình, vào những gì mình đã xác định trước đó. Tại vì anh biết có những bạn sẽ bị tác động với rất nhiều yếu tố. Nếu như mà tác động đúng thì không sao, nhưng mà nếu mà tác động một cách tiêu cực và các bạn bị tâm lý ảnh hưởng á, các bạn thay đổi thứ tự nguyện vọng một cách không phù hợp, không khoa học, hoặc là các bạn đổi hướng ngành luôn á, thì nó sẽ dẫn đến rất là nhiều những cái hậu quả đáng tiếc về sau.
Nên anh nghĩ trong giai đoạn hiện nay, các bạn nếu có tìm hiểu thông tin và có thay đổi về mặt quan điểm về sự lựa chọn thì hãy hết sức cẩn thận và cẩn trọng. Những thông tin các bạn tìm hiểu nên tìm hiểu ở trên những cái nguồn chính thống, chứ đừng có nghe lung tung trên những trang mạng, những cái nguồn tin không kiểm chứng để dẫn đến việc là các bạn bị tác động thông tin một cách tiêu cực. Thì đó là những cái vấn đề mà anh muốn và anh mong là các bạn sẽ hết sức lưu ý để các bạn đảm bảo có một cái kỳ đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất, một giai đoạn bản lề quan trọng trong cuộc đời của các bạn để quyết định tương lai của các bạn sẽ đi về đâu và sẽ trở thành là ai. Anh chúc các bạn sẽ thành công nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.